Một sự hiểu lầm trơn trượt. Juliet bước xuống thuyền từ từ, từng chân một. Dép tông rõ ràng không phải là sự lựa chọn giày dép tốt nhất ngay cả cho một chuyến đi ngắm cảnh nhanh quanh bãi biển. Sàn ướt và trơn, nhưng cô vẫn cẩn thận khi di chuyển đến ghế băng ở phía đối diện của con thuyền. Cô nghĩ lại ngày hôm qua khi cô trượt trên sàn nhà đầy dầu mỡ ở Freisach và anh chàng vừa tán tỉnh mỉm cười với cô và đỡ cô ngã. Ngay khi bạn gái anh ta bước lên, cô đặt chiếc túi sọc xanh quá khổ của mình lên đùi và sau đó nâng kính râm lên để có cái nhìn rõ hơn về đại dương. Tiếng nói ngày càng lớn đã thu hút sự chú ý của Juliet trở lại bến tàu. Chà, xin chào cô, một người đàn ông ngắn gọn nói, với giọng Úc. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi chủ đề Hawaii không cài cúc để lộ quá nhiều lông ngực màu xám. Cô nghĩ, Juliet, cô ngập ngừng đề nghị. Cô Juliet, hân hạnh được gặp bạn. Tôi là đội trưởng Henry và đây là người bạn đời đầu tiên của tôi, ba. Quán ba, giống như một quán ba uống rượu. Ông ba cũng thấp như đại úy, chỉ có điều ông tròn trịa hơn ở vùng eo, mặc dù vậy điều đó không ngăn được ông cởi trần đi lại. Có điều gì đó ở bãi biển Virginia khiến những người đàn ông háo hức khoe thân. Juliet mỉm cười, một lời chào không lời. Vì vậy thuyền trưởng Henry phá vỡ sự im lặng khó xử, bạn đã sẵn sàng lên đường chưa? Vâng, tôi nghĩ vậy. Hy vọng rằng chuyến đi thuyền này sẽ khiến cô ấy không còn nhớ về ký ức xấu hổ của ngày hôm qua. Tuyệt giọng Úc đặc sệt của anh ấy khiến Juliet mỉm cười. Ồ, và chúng tôi không thể để bạn làm việc này một mình. Vì vậy chúng tôi đã gọi điện cho người dự phòng, cháu trai của tôi Alton. Đang đến, một người đàn ông hét lên tiến về phía thuyền. Chờ đã, cái gì? Cô ấy không thể đi thuyền đơn giản một mình. Tôi xin lỗi, tôi không, cô ấy bắt đầu. Dép tông nữa à? Người đàn ông đã ngắt lời cô giữa chừng. Không chỉ bất kỳ chàng trai nào. Đó là Fry Guy. Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã xem xét lại dép tông và những nơi trơn trượt. Juliet cố gắng nhìn thẳng vào anh ta, nhưng ánh nắng chói chang trên kính râm của anh ta đã làm cô bị mù. Cô ấy đưa tay lên vuốt đôi lông mày mới được tẩy lông của mình. Ở đó, anh vẫn đứng với nụ cười đó, một chân trên thành thuyền, chân kia trên cầu tàu. Rồi anh bước xuống thuyền. Không trượt liên quan, bạn, Juliet chế giễu, nheo mắt lên. Nghe này, tôi không cần người hộ tống cho một chuyến đi thuyền đơn giản quanh, động cơ của con thuyền gầm rú sống động. Juliet đứng ngay lập tức, sẵn sàng nhảy ra khỏi thuyền nhưng lịch sử thực sự đã được định sẵn để lặp lại khi cô lạc bước một lần nữa lại thấy mình trong vòng tay của Fry Guy. Chúng ta thực sự nên dừng cuộc họp như thế này. Anh mỉm cười với cô. Cô đứng dậy quét sạch những vi trùng vô hình. Được rồi, hai chú chim uyên ương, ngồi xuống đó, một số vùng nước này có thể có đá. Mết đầu tiên nói qua vai. Juliet và Alton đều ngồi trên chiếc ghế băng, cách họ một vài inch có chú ý. Juliet hắng giọng khi kéo kính râm xuống để giúp bảo vệ mắt khỏi tia nước. Chúng ta không phải là những đôi uyên ương. Anh Alton ở đây đã có bạn gái rồi. Không, tôi không biết, anh ta nói, như một điều hiển nhiên. Có, bạn có, không, tôi thì không, anh ta nhắc lại, nghiêng đầu sang một bên. Tại sao bạn nghĩ tôi có bạn gái? Hôm qua tôi đã thấy cô ấy bước đến gần bạn và tự cùi trỏ vào vai bạn, ngay sau khi bạn đỡ tôi khỏi ngã. Cô ấy nhìn bạn với một nụ cười nhất định, tôi hy vọng rằng chỉ có những cô em gái nhỏ cho anh trai lớn của họ, anh kết thúc câu nói cho cô. Môi của Juliet hé mở, miệng há hốc, không biết phải trả lời như thế nào. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tán tỉnh bạn nếu tôi đang đi bộ trên con đường lát ván với bạn gái của mình. Ồ, anh ta nói một cách phóng đại từ wow đẹp và rộng. Hơi nóng bốc lên trên cổ và má của Juliet, chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn là tiếng cười khúc khích mà cô ấy nghe thấy từ đội trưởng và người bạn đầu tiên ở phía trước. Con thuyền bắt đầu chậm lại cho đến khi nó dừng hẳn trong nước. First Mate di chuyển từ phía trước ra phía sau thuyền và bắt đầu kéo một tấm chăn lớn bằng dây ra khỏi cửa mở vào thuyền. Juliet tò mò và bối rối quan sát trước khi sự kích động nổi lên khi nhìn thấy nụ cười của Alton từ khóe mắt cô. Có gì mà vui thế? Cô bối rối hỏi anh. Em là, bạn chỉ có thể nói rằng bạn đã sai, bạn biết. Tôi có thể, cô ấy bắt đầu, nhưng sau đó tôi sẽ không thể hỏi ông ba ở đây, ông ấy đang làm gì và đại úy Henry tại sao chúng tôi dừng lại. Bạn nghĩ mình đang lên đó bằng cách nào khác? Ông Thanh nói chỉ tay lên trời. Juliet nhìn chằm chằm vào tấm chăn cho đến khi cô nhận ra đó là một chiếc dù. Ôi chúa ơi, đó là lý do tại sao thuyền trưởng nói rằng cô ấy không thể làm điều đó một mình. Ôi chúa ơi, đây không phải là đi thuyền ngắm cảnh, phải không? Lúc đó, Captain và First Mate đều quay lại, bị sốc. Chỉ có Alton là không ngạc nhiên, như thể anh đã biết rằng Juliet không biết cô ấy đang làm gì ở đó.
Alton nâng kính râm của mình để Juliet có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục nhạt mà cô ấy đã làm ngày hôm qua. Đây là a slippery misunderstanding. Juliet stepped into the boat slowly, one foot at a time. Flip-flops were not the best choice of footwear, obviously, even for a quick sightseeing trip around the beach. The floor was wet and slippery, but she was careful as she maneuvered to the bench seat on the opposite side of the boat. She thought back to yesterday when she slid on the greased floor in the fry shack and the guy that had just flirtatiously smiled at her and caught her from falling, right as his girlfriend walked up. She sat her oversized, blue striped bag on her lap and then lifted her sunglasses for a better look at the ocean. The growing sound of voices drew Juliet's attention back to the pier. "Well, hello there, miss," a short man said, with an Australian accent. He wore an unbuttoned, Hawaiian-themed shirt that showed off too much gray chest hair, she thought. "Juliet," she hesitantly offered. "Miss Juliet, it's a pleasure to meet you. I'm Captain Henry and this is my first mate, Bar." "Bar, like a drinking bar, mister?" Bar was just as short as the captain, only he was rounder in the waist area, though it didn't stop him from walking around shirtless. Something about Virginia Beach had the men eager to show their torsos. Juliet smiled, a nonverbal hello. "So," Captain Henry broke the awkward silence, "are you ready for a ride?" "Yes, I think so." Hopefully, this boat ride would distract her from the embarrassing memory of yesterday. "Great," his Australian accent thick, made Juliet smile. "Oh, and we can't let you do this alone, so we called in backup." "My nephew, Alton, coming," a man yelled out, making his way to the boat. "Wait, what?" She couldn't take a simple boat ride alone. "I'm sorry, I don't," she began. "Flip-flops, again?" The man had interrupted her mid-sentence. "No, not just any guy, it was Fry Guy. I thought you might have reconsidered flip-flops in slippery places." Juliet tried to look up at him directly, but the sun's glare off his sunglasses blinded her. She raised a hand to her freshly waxed eyebrows. There he stood with that same smile, one foot on the edge of the boat, the other on the pier. Then he stepped into the boat. "No slipping involved, you?" Juliet scoffed, squinting up. "Look, I do not need an escort for a simple boat ride around the—" The boat's engine roared to life. Juliet stood instantly, ready to jump out of the boat, but history was indeed destined to repeat itself, as she lost her footing, finding herself, once again, in Fry Guy's arms. "We really should stop meeting like this." He smiled down at her. She stood up, wiping invisible germs off. "All right, you two lovebirds, take a seat back there, some of these waters can get rocky," the first mate said over his shoulder. Juliet and Alton both sat on the bench seat, a few inches intentionally placed between them. Juliet cleared her throat as she pulled her sunglasses down to help protect her eyes from the spray of water. "We are not lovebirds. Mr. Alton here already has a girlfriend." "No, I don't," he said. "As a matter of fact." "Yes, you do." "No, I don't," he repeated, cocking his head to the side. "Why do you think I have a girlfriend? I saw her walk up to you yesterday and rest her elbow on your shoulder, just after you caught me from falling. She looked at you with a certain smile. That only little sisters give their big brothers, I hope," he finished her sentence for her. Juliet's lips parted, mouth hanging open, unsure of how to respond. "You really thought I'd flirt with you if I was walking the boardwalk with my girlfriend?" "Wow." He exaggeratingly mouthed the word "wow" nice and wide. Heat flew up Juliet's neck and cheeks. Only making matters worse was the chuckling she heard from the captain and the first mate in the front. The boat started to slow until it came to a full standstill in the water. The first mate moved from the front to the back of the boat and began to pull a large blanket with strings out from doors that opened into the boat. Juliet watched with curiosity and confusion before agitation arose, seeing Alton smile from the corner of her eye. "What is so funny?" she asked him, flustered. "You are, you could just say you were wrong, you know." "I could," she started, "but then I wouldn't be able to ask Mr. Barr here what he's doing, and Captain Henry why we've stopped. How else do you think you're getting up there?" Mr. Barr said, pointing to the sky. Juliet stared at the blanket until it dawned on her that it was a parachute. Oh my god, that was why the captain said she couldn't do it alone. Oh my god, this is not the sightseeing boat ride. Is it? At that, the captain and first mate both turned around, shocked. Only Alton didn't seem surprised, as if he knew already that Juliet had no idea what she was doing there. Alton lifted his sunglasses so Juliet could look right into those same light green eyes that she did yesterday. This is